Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ tuyên dương nhà giáo và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2023. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng thời ghi nhận tuyên dương những thành tích nổi bật của đội ngũ các nhà giáo và học sinh sinh viên tiêu biểu đến từ các trường giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 giảng viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt giải cao trong hội thi Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2023 và 7 học sinh sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật thi tay nghề cấp tỉnh. Trong đó, trường Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu có 5 sinh viên, trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu có 2 sinh viên. Đây là lần thứ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ tôn vinh nhà giáo và tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoạt động này nhằm động viên các nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các trường nghề tích cực thi đua giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và giá trị xã hội của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng họp mặt chúc mừng các cựu nhà giáo, cán bộ quản lý chủ chốt đã và đang công tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và trong ngành lao động thương binh và xã hội.